Thưa quý vị và các bạn, Nissan Sunny đã có mặt tại trên 170 quốc gia với các tên gọi khác nhau, Sunny, Almera, Sentra, Latio. Đây cũng là mẫu xe Nissan đã gặt hái được nhiều thành công tại các thị trường như Mỹ, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia. Mẫu Sunny thế hệ mới lần này có gì nổi bật? Xin mời quý vị và các bạn cùng Phương tiện cuối tuần khám phá quân bài chiến lược của Nissan Việt Nam. Kính thưa quý vị, Nissan Sunny với những cải tiến mới đã mang lại một dáng vẻ hoàn toàn mới mẻ cho chiếc xe. Điển hình có thể kể tới như đèn xi nhan tích hợp trên gương chiếu hậu. Và một điểm đặc biệt phải kể tới của chiếc Nissan Sunny đó chính là cản phía trước với cụm đèn sương mù được mạ chrome sáng bóng đã mang lại cho chiếc xe một vẻ trẻ trung, năng động nhưng không kém phần lịch lãm và chắc chắn là một sự lựa chọn đáng lưu tâm của quý vị và các bạn. Sở hữu kích thước chiều dài 4.425mm, chiều rộng 1.695mm, chiều cao 1.505mm. Cụm đèn pha halogen phía trước, đèn sương mù sắc cạnh, kính chiếu hậu ngoài chỉnh điện, tay nắm cửa mạ chrome, đi kèm bộ la răng hợp kim nhôm 15 inch với phiên bản số tự động và la răng thép 14 inch với phiên bản số sàn. Không thể phủ nhận rằng kích thước tổng thể của Sunny trông lớn hơn hầu hết các đối thủ cạnh tranh trong cùng phân khúc. Tuy nhiên, thiết kế phía sau lại chưa hòa hợp với đầu xe. Góc trực quan hấp dẫn nhất của Sunny có lẽ là từ đằng trước với khoang hành lý dung tích 490 lít. Nissan Sunny được xếp vào top những chiếc xe sở hữu diện tích chứa đồ lớn nhất trong phân khúc xe cỡ nhỏ. Kính thưa quý vị, bước vào bên trong chiếc xe, cảm giác khoang buồng lái khá rộng rãi và thoải mái với ghế da và các trang thiết bị tương đối tiện nghi. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi trải nghiệm cảm giác lái thử mẫu Nissan Sunny. Bước vào không gian bên trong, khoang cabin của Sunny nổi bật với vô lăng bọc da, trợ lực địa điều chỉnh, tích hợp điều khiển âm thanh, hai tua khí phía trước, hệ thống giải trí với đầu đọc đĩa CD MP3 Radio AUX nối với 4 loa. Các chức năng và âm thanh có thể được điều chỉnh từ vô lăng, các nút bấm khá dễ sử dụng. Bảng điều khiển có thiết kế đơn giản nhưng lại sở hữu hầu hết các tính năng cần thiết. Không gian phía sau của Sunny rộng rãi hơn cả nếu so sánh với các đối thủ trong cùng phân khúc xe hạng B nhờ chiều dài cơ sở lên tới 2.590mm. Cửa gió kép phía sau xe tăng cường hiệu suất làm mát, mang đến sự thoải mái cho hành khách phía sau. Tuy nhiên, cửa gió sau này chỉ trang bị trên các phiên bản XL và XV. Thưa quý vị và các bạn, có thể dễ dàng nhận thấy khoang sau của Nissan Sunny vẫn còn khá là rộng rãi. Điển hình là khoảng cách giữa đầu gối của tôi và hàng ghế trước vẫn còn khoảng 25cm nữa. Bắt đầu vận hành mẫu Sunny, chiếc xe cho cảm giác khá tốt về độ bám đường, cùng cảm giác lái nhẹ nhàng khi đi ở tốc độ chậm và nặng dần khi kim đồng hồ nhích dần lên con số lớn hơn. Khi chạy thử xe ở tốc độ cao, Sunny cho thấy sự cứng cáp hơn ở tay lái, đặc biệt là xe không bị rung giật. Được thiết kế tuân theo khái niệm Safety Share, chiếc xe bảo vệ con người, Nissan Sunny được trang bị những công nghệ an toàn hàng đầu mang lại sự yên tâm cho người sử dụng như túi khí kép SRS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA và kết cấu John Body gồm vùng an toàn độ cứng cao và vùng có thể hấp thụ xung lực. Sunny sử dụng động cơ xăng DOHC 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích 1,5 lít cho công suất 99 mã lực tại 6.000 vòng một phút và moment xoắn cực đại 134 Nm tại 4.000 vòng một phút, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp. Là dòng xe đang toàn cầu bán chạy nhất của Nissan, nhưng Sunny sẽ phải nỗ lực rất nhiều để tạo được chỗ đứng ở Việt Nam khi phải cạnh tranh với nhiều đối thủ sưng sỏ như Toyota Vios, Hyundai Accent và mới đây nhất là Honda City. Nissan Sunny có giá bán 483 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn số sàn 5 cấp. Sunny XL số sàn 5 cấp giá 515 triệu đồng và Sunny XV số tự động 4 cấp giá 565 triệu đồng đã bao gồm thuế VAT. Kính thưa quý vị, trải nghiệm Nissan Sunny qua những cung đường khác nhau thì chúng tôi nhận thấy rằng khả năng cách âm và chống ồn của mẫu xe này là rất tốt. Gần như chúng ta không nghe thấy tiếng lốp xe vọng vào bên trong của buồng lái. Và theo chúng tôi đánh giá thì đây là một trong những mẫu xe có khả năng cách âm và chống ồn tốt nhất trong phân khúc xe đăng hạ B. Và đây cũng là thông tin cuối cùng chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn.